Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã đến với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ lên cho anh chị các bạn một con xe cực kỳ rẻ nhé. Một chiếc Kia Morning 2010, con này xe nhập nhập khẩu luôn. Nhưng mà nó là bản tiêu chuẩn thôi, nó là bản thiếu, chưa phải là xe bản đủ nhất, SLX, con này nó bản LX. Nhưng mà trang bị của nó thì nó lên cũng khá là đầy đủ rồi. Bản này thì thứ nhất là nó không có hệ thống xi nhan trên gương này, không có đèn gầm và không có la răng đúc. Tuy nhiên con xe này thì anh chị các bạn thấy có thể trên video thì cũng có thể thấy là nó đã lên được la răng đúc rồi này, có lắp hệ thống đèn gầm đấy, còn xi nhan của nó là xi nhan ở sườn, xe màu bạc, la răng của nó lên được bộ la răng đúc và la răng hoa, nhìn cũng khá là đẹp. Anh chị bạn có thể thấy nó là bản LX nha, 2010, nhưng mà nó là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Và tầm giá của nó hiện tại, giá con xe này khá là rẻ, 2010 thì nó loanh quanh đâu đấy là báo giá cho anh chị 132 triệu. 132 triệu em bao rút hồ sơ cho anh chị nhé, 132 triệu bao rút hồ sơ đấy. 2010 mà giá thời điểm này nó khá là rẻ rồi. Xe màu bạc và tổng thành sơn si thì em cũng mới cho đi sơn tỉa, không có đâm va tai nạn ngập nước gì cả, và cũng không có taxi dịch vụ nhé. Cái đời này, thấp này thì nó cũng ít taxi dịch vụ, đặc biệt là xe nhập đấy, đa số là đời cao bản thiếu thì nó hay taxi. Đây, đây nó không có khoan đục gì nhá anh chị nhé. Nó là bản tiêu chuẩn LX. Nhưng mà con này thì nó có cả hệ thống bóng khí rồi, vì nó là dòng xe nhập khẩu, nó có cả hệ thống bóng khí. Còn bản tiêu chuẩn như bản trong nước của Việt Nam thì nó lại không có hệ thống bóng khí. Con này thì có hệ thống bóng khí, nó chỉ có cái là không có la răng đúc, mà la răng của nó là la răng sắt. Nhưng con này nó đã lên, không có hệ thống đèn gầm thì con này cũng lên hệ thống đèn gầm rồi. Đấy, điều hòa của nó là điều hòa chỉnh tay. Còn bản SLX của nó thì nó là điều hòa auto, điều hòa tự động. Đấy. Nên gần như so với một con bản SLX thì nó, con này nó đã độ lên khá nhiều và gần như nó không có thiếu cái gì cả. Nó chỉ thiếu có cái điều hòa tự động thôi. Đấy, nên anh chị bạn so với bản kia thì nó chênh khoảng tầm 20-25 triệu. Đây, vô lăng của số nhìn cũng khá là đẹp, mặc dù đời 2010. Đấy, hai bên thành vô lăng còn khá là ok. Tổng thành xe bên trong thì không có khoan đục taxi và tắp lô tắp ly còn được. Đấy, trần thì vẫn giữ được lớp trần nỉ này. Giá thì cực kỳ rẻ cái thời điểm này thôi, nhô 100 triệu một chút. Dòng xe 5 chỗ, máy xăng. Đấy, còn hiện tại 7 chỗ máy dầu thì đang có một con Hyundai Santa Fe bản Gold, Santa Fe Gold 2004, xe số tự động, máy dầu 7 chỗ, 135 triệu nhé. 2004 bản Santa Fe Gold 135 triệu. Con này thì nó rẻ hơn 132 triệu, nhưng mà nó dòng xe 5 chỗ. Đấy, với tầm giá hơn trăm một chút thôi, và thời điểm này thì chị hoàn toàn có thể mua được những con xe 5 chỗ 7 chỗ khá là chất lượng rồi. Đây, tổng thành xe này, ghế. Đấy, thì có hệ thống máy. Xe thì cũng đã được đây nó độ này. Đây có lẽ là độ đèn, độ đèn đèn gầm này. Đây. Bật tắt là nó ở đây. Cũng lên xuống kính chỉnh điện rồi. Nói chung là so với bản đủ thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều về trang bị. Máy thì là như nhau anh chị nhá. Đăng kiểm dài đến 2025. Nó là hệ thống 4 máy. Nhập khẩu, hệ thống 4 máy và máy móc các thứ em cũng đã dọn dẹp rất là kỹ, keo chỉ nguyên, không mất phân keo chỉ nào cả. Đây, máy đây. Đấy. Xe màu bạc. Và anh chị bạn nào chúng ta có nhu cầu về cái dòng Kia Morning này thì có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình nhé, hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những dòng clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.